Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Nhiều tờ báo của Hoa Kỳ ngừng đăng truyện tranh nổi tiếng Dilbert của họa sĩ Scott Adams. Nhiều tờ báo của Hoa Kỳ vừa tuyên bố sẽ ngừng xuất bản Dilbert sau khi tác giả của loạt truyện tranh châm biếm này là ông Scott Adams đăng tải lên mạng xã hội một video có nội dung phân biệt chủng tộc. Trong các thông cáo đưa ra ngày 24 tháng 2 và 25 tháng 2, nhiều tờ báo và công ty truyền thông như là Los Angeles Times, Washington Post, công ty USA Today sở hữu hàng trăm tờ báo khắp nước Mỹ và công ty Live Media Group tuyên bố sẽ không đăng tải truyện tranh hài hước Dilbert vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc gần đây của ông Adam. Trên kênh YouTube cá nhân, cha đẻ của tranh biếm họa Dilbert cũng xác nhận thông tin trên. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, ông Adam đăng tải một video trên YouTube gọi người Mỹ gốc châu Phi là nhóm thù địch và cho rằng người da trắng nên tránh xa người da màu. Nội dung video của ông Adam gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và nhiều người kêu gọi các nhà xuất bản ngừng đăng tác phẩm của họa sĩ này. Dilbert, bộ truyện tranh nổi tiếng do Scott Adam viết và minh họa, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1989. Ông Adam đã vẽ gần 9.000 mẫu truyện Dilbert kể từ khi loạt truyện này ra đời. Ngòi bút hài hước của tác giả châm biếm mọi thứ, từ những ý tưởng về quản lý, những ông sếp cho đến cuộc sống tù túng nơi công sở. Sự châm biếm về văn hóa doanh nghiệp và chính trị công sở của ông Adam tạo ra một sự hợp tác với dân số cổ áo trắng đang gia tăng nhanh chóng của Hoa Kỳ, đẩy Dilbert trở nên phổ biến rộng rãi. Cùng với nhiều phiên bản thu thập được của tính năng hàng ngày và một loạt phim hoạt hình ngắn, bộ truyện tranh tạo ra một loạt tác phẩm thường nhắm vào các chuyên gia đã trưởng thành. Ngành nhà hàng ở Hoa Kỳ vẫn rung lắc vì dư chấn COVID-19. Theo đài CNN, nhà hàng tại Hoa Kỳ mở cửa trở lại từ lâu, nhưng vẫn lao đao vì thói quen tiêu dùng thay đổi, lạm phát và tình trạng thiếu hụt nhân sự. Năm 2020, biện pháp hạn chế có liên quan đến COVID-19 khiến ngành công nghiệp nhà hàng tại Hoa Kỳ chao đảo. Giờ đây, hàng quán được mở cửa trở lại, người tiêu dùng cũng trở lại quán cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng cao cấp. Nhưng số lượng nhà hàng tại Hoa Kỳ vẫn sụt giảm so với năm 2019. Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 và không rõ khi nào họ sẽ quay lại. Dữ liệu của Technomic cho thấy năm ngoái Hoa Kỳ có 631.000 nhà hàng, năm 2019 con số này là 703.000 nhà hàng. Technomic dự báo số lượng nhà hàng có thể giảm còn khoảng 630.000 vào năm nay và sẽ không trở lại mức trước đại dịch từ giờ cho đến năm 2026. Dịch vụ giao đồ ăn và mang về nhà ngày càng phổ biến. Lạm phát tại Hoa Kỳ cũng tăng cao, điều này khiến một số khách hàng tới nhà hàng ít hơn để tiết kiệm tiền. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tăng 0.6% trong tháng 1 và tăng 4.7% so với một năm trước đó. Đầu năm, giới quan sát dự báo mức tăng lần lượt là 0.5% và 4.4%. Quỹ dự trữ liên bang Fed theo dõi báo cáo PCE sát sao hơn những chỉ số khác vì chỉ số này điều chỉnh theo thói quen chi tiêu của người tiêu dùng. Trong khi đó, chi phí của các nhà hàng như tiền thuê nhà và nguyên liệu đang tăng lên. Việc thuê nhân viên cũng khó khăn hơn. Trong thời kỳ đại dịch, nhà hàng và khách sạn sa thải hàng loạt. Một số nhân viên cũng tự nguyện bỏ việc vì lo sợ lây nhiễm COVID-19 trong lúc phục vụ khách hàng. Đến giờ, nhiều người không trở lại nhà hàng và điều đó khiến các công ty phải chật vật sắp xếp công việc. Mỗi ngày có ít nhất là 18 khẩu súng bị thu giữ tại các sân bay ở Hoa Kỳ. Theo đài CNN, khi một phụ nữ rời khỏi nhà để đi du lịch, cô có thể đem theo đầy đủ đồ ăn nhẹ, thuốc uống, điện thoại cùng một khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Đây là một trong số 6.542 khẩu súng bị cơ quan an ninh giao thông TSA chặn lại tại các trạm kiểm soát sân bay trên toàn quốc, tương đương là 18 khẩu súng mỗi ngày. Đây là mức cao nhất mọi thời đại, phản ánh thực trạng càng ngày càng nhiều người Mỹ trang bị vũ khí. Theo viên chức đứng đầu TSA David Pokolsky, những gì chúng tôi thấy tại các trạm kiểm soát thực sự phản ánh những gì chúng ta thấy trong xã hội. Ngày nay có nhiều người đem theo súng hơn,
Ngoại trừ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 hoàn thành, số lượng vũ khí bị chặn tại các trạm kiểm soát sân bay của Hoa Kỳ tăng đều đặn hàng năm. Kể từ năm 2010, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ súng lọt vào tay kẻ xấu trên máy bay. Ông Pekulski cho biết trường hợp đem súng xảy ra nhiều hơn ở sân bay thuộc địa phương có luật pháp không nghiêm khắc với việc mang súng. Tiêu biểu là Dallas, Austin và Houston của tiểu bang Texas, ba sân bay trên địa bàn tiểu bang Florida, Nashville tại tiểu bang Tennessee, Atlanta tại tiểu bang Georgia, Phoenix tại tiểu bang Arizona, Denver tại tiểu bang Colorado. Khi phát hiện vật thể giống vũ khí qua máy soi X-quang, nhân viên TSA sẽ cho ngừng bắt chuyện để hành khách không thể lấy hành lý, sau đó báo cáo cảnh sát. Các chuyên gia và viên chức đồng ý với nhận định số vụ súng bị ngăn chặn tại sân bay, phản ánh thực trạng càng ngày càng nhiều người Mỹ đem súng. Dữ liệu của cơ quan điều tra liên bang FBI cho thấy số lý lịch cần kiểm tra để mua súng tăng từ hơn 7 triệu năm 2000 lên 16.4 triệu năm 2022. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, con số này còn cao hơn. Tin từ Texas, nam sinh viên bị bắt vì dùng airdrop thông báo có bom trên máy bay. Một sinh viên Texas trong lúc đi du lịch có ý tưởng chơi khăm khi dọa có bom trên máy bay thông qua tính năng airdrop. Bộ An toàn Công cộng Texas cho biết sinh viên này bị bắt vì có liên quan đến lời đe dọa đánh bom giả mà các hành khách trên chuyến bay khởi hành từ El Paso, Texas đến Chicago, Illinois nhận được qua tính năng airdrop. Ra mắt gần một thập niên, airdrop hoạt động theo hai cách: hoặc gửi tập tin giữa những người trong danh bạ, hoặc chia sẻ với bất kỳ ai ở gần. Năm 2022, Apple lần đầu thay đổi cách thức hoạt động của tính năng này bằng cách vô hiệu hóa các việc chia sẻ cho bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Tính năng được Apple thay thế tùy chọn mọi người bằng mọi người trong 10 phút. Điều có nghĩa là để chia sẻ với những người khác, người dùng phải giao tiếp bằng lời nói với họ một cách hiệu quả trước khi sử dụng AirDrop. Tuy nhiên, không phải ai cũng cập nhật lên phiên bản iOS 16 mới nhất, và đó là lý do khiến cho chơi khăm đánh bom trên chuyến bay của American Airlines được thực hiện. Sinh viên này đổi tên điện thoại iPhone của mình thành "Tôi có một quả bom", rồi bắt đầu chia sẻ ảnh AirDrop với các hành khách trước khi máy bay cất cánh. Các hành khách nhận được một thông báo có nội dung "Tôi có một quả bom, muốn chia sẻ một bức ảnh". Ngay lập tức, chiếc máy bay được kéo ra khỏi đường băng và quay trở lại cổng, nơi đội phá bom được cử đến để tìm kiếm chất nổ. Nhà chức trách sau đó xác định rằng không có mối đe dọa nào. Sinh viên thực hiện trò chơi khăm này sau đó được xác định thông qua một cuộc điều tra. Anh ta thừa nhận và nói rằng chỉ là trò đùa. Nhà chức trách cho biết thanh niên này phải đối mặt với án tù của tiểu bang vì tội báo động giả sau cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố liên bang. Một số dân biểu California vừa đệ trình dự luật theo đó quy định việc bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1 2007 là bất hợp pháp. Theo quy định hiện tại của năm 2023 thì những ai sinh năm 2002 là 21 tuổi đều được mua thuốc lá hợp lệ. Nhưng dự luật này không dựa vào số tuổi như hiện nay là 21, mà buộc những ai sinh sau ngày 1 tháng 1 2007 dù đến năm 65 tuổi cũng không được mua thuốc lá. Nếu thành luật, đến năm 2073, những ai muốn mua thuốc lá phải ít nhất là 67 tuổi mới hợp lệ. Dân biểu Jamon Connolly, dân chủ San Rafael, tác giả dự luật cho biết rằng chúng tôi muốn đảm bảo rằng thế hệ kế tiếp ở California không nghiện thuốc lá. Dự luật này có thể gặp sự phản đối mạnh mẽ từ kỹ nghệ thuốc lá, vốn sẽ đấu tranh để bảo vệ thị trường lớn nhất của Hoa Kỳ. Nếu dự luật trở thành luật, ngành kỹ nghệ này có thể kiện. Dự luật sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công việc và sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế của California. Ông George Jardinjan, chủ tịch Hiệp hội bán lẻ thuốc lá California cho biết, ông Connolly và những người ủng hộ tin rằng dự luật sẽ đứng vững nếu thông qua Quốc hội. Dự luật được mô phỏng theo một luật tương tự mà New Zealand ban hành năm ngoái, cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1, 2009. Tại Hoa Kỳ, thành phố Brooklyn, Massachusetts đã thông qua luật cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2000. Một luật mà cho đến nay các tòa án vẫn cho phép có hiệu lực. Năm 2020, Thống đốc Gavin Newsom đã ký luật cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị trong tiểu bang. Ngành công nghiệp thuốc lá đã yêu cầu cử tri ngăn chặn luật này, nhưng vào tháng 11, cử tri đã đồng ý là có hiệu lực. Dự luật sẽ không phạt những người sử dụng hoặc sở hữu các sản phẩm thuốc lá, mà chỉ phạt các nhà bán lẻ nếu bán cho trẻ em. Theo Sở Thuế IRS, California đã thu hơn 1.5 tỷ thuế thuốc lá năm 2021. Các giới chức cho biết lệnh cấm sẽ tiết kiệm tiền cho người đóng thuế với lý do tác động to lớn của nicotine và thuốc lá đối với hệ thống y tế công cộng của chúng ta.